Ok, chào tất cả các bạn, và trong cái video này thì tôi lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái bài đọc số 2 trong cái cuốn 4000 Essential English Words. Thì đây là cái cuốn sách mà giúp chúng ta luyện tập rất là tốt trong cái vấn đề khi mà chúng ta đã tốt nghiệp cái phần đầu tiên, đó là 4 năm trong ASD. Và khi mà chúng ta thường gì ạ, chúng ta kết thúc cái phần đó thì chúng ta phải tiếp tục chúng ta luyện tập luôn, giống như là khi mà chúng ta đang đun một cái nồi nước và cái củi chúng ta đã cho củi vào đấy nó đun rồi, đúng nhỉ? Và nếu như mà nước nó đã nóng lên rồi mà chúng ta không tiếp tục chúng ta đun tiếp cho củi nó đun cho nó tiếp tục nó sôi thì rất dễ là gì ạ, nó sẽ không thể nào nó sôi được và nó có thể là trở về cái vấn đề là gì ạ, nguội như ban đầu. Thì khi mà trong quá trình chúng ta học tiếng Anh thì các anh chị và các bạn chúng ta cũng biết rằng là chúng ta đã nắm được toàn bộ những cái bí kíp rất là đơn giản, vô cùng là dễ để chúng ta có thể đọc được hoặc chúng ta có thể nói lên được bất kỳ một từ nào mà khi mà chúng ta nhìn thấy, mà thậm chí là không cần phải nhìn ai nữa cả. Thế thì các bạn, các anh chị chúng ta cần phải nắm vững được cái phần đó, và sau khi chúng ta đã học xong được cái phần đó rồi, luyện tập xong được 36 cả cái mẫu từ rồi, thì chúng ta cần phải có một cái sự luyện tập tiếp theo là đọc cái phần này. Thì cái não của chúng ta khi mà nó tiếp thêm đủ những cái đầu vào thì nó sẽ cho chúng ta đủ những đầu ra, và khi các bạn luyện tập đủ thì khi mà chúng ta nhìn thấy mọi từ thì chúng ta cũng thể trở nên vô cùng là dễ dàng để chúng ta nhớ, ghi nhớ và đọc được nó. Và đây cũng là cái cách để giúp chúng ta học từ mới một cách rất là đơn giản thông qua những cái câu chuyện của mình, đúng không ạ? Thế thì phần này thì các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái câu chuyện số 2 và chúng ta sẽ cùng nhau hiểu cái câu chuyện số 2 này nhé. Và xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng theo dõi cái bài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng mang cái tiêu đề của nó là The Laboratory. Cái câu cái từ này nó hơi khó đọc một chút xíu, tức là lab. Lab là cái âm sắc đây, thì các bạn là chúng ta nhớ là chúng ta để cái ra đọc giống chữ E nhưng mà há miệng lớn ra, lab, đúng không nhỉ? Thứ hai là cái âm ở nhẹ, đúng nhỉ? Âm số A là âm ở nhẹ. Thứ ba cũng là cái âm số A, đúng nhỉ? Và cái cuối là thor là âm or, và âm cuối cùng là long y, thì chúng ta đọc là laboratory, đúng nhỉ? Và chúng ta đọc nhanh này, laboratory, laboratory. Được chưa nhỉ? Đó, đó là cách mà chúng ta tra, nếu mà không chúng ta tra lại cái phần từ điển để chúng ta đọc nhé. Okay. Mia's father had a laboratory, but she had no idea what was in it. Her dad always closed and locked the door when he went in. She knew that he used it to do projects for work. He never told Mia what these projects were. One night, Mia approached the door to the laboratory. She stopped and thought, I wonder what crazy experiment he is doing now. Suddenly, she heard a loud noise. It sounded like an evil laugh. The noise scared her, so she walked quickly back to her room. Nói thì bây giờ thì đang giúp tất cả các bạn, chúng ta sẽ lưu ý những cái phần nào, cái từ nào mà chúng ta đọc cho nó chính xác, được chưa nhỉ? Thì khi mà trong cái quá trình đào tạo thì đang thấy đầu tiên là chúng ta có cái từ gì? Mia's father, đúng nhỉ? Mia's, chúng ta nhớ các mét nhé. Mia's father, âm o đó, âm này là o này, father và âm th, chúng ta để lưỡi hàm răng luôn. Mia's father, nhỉ? Had, cái từ này kéo dài ra nhé, âm sau đây nhưng mà kết thúc là âm d, nhỉ? Had, đó. Laboratory, đó. Laboratory. Đó, chúng ta đọc nhớ cái âm đó. Rồi. Tiếp theo chúng ta có cái từ điển was, thì nhiều bạn cứ bị hay quên cái âm z đằng sau này. Mặc dù ở đây chúng ta thấy là nhìn là chữ s nhưng mà khi mà phiên âm thì nó là cái chữ z, thì các bạn nhớ nhá, đừng bỏ qua nó. Was, đó, was. Rồi, her dad nhá, chúng ta kéo dài cái từ dad nữa chứ không phải dad nữa nhỉ. Her dad. Đó, âm d chúng ta có nữa. Always nhá, cái từ này là o này. All, âm l lên trên. Ways, long a, đó, âm s. Rồi, closed, closed, âm này sẽ là âm z và âm d ở cuối và âm long âu, closed, đó. And locked, là âm o, âm sắc âm đọc chữ o và kết thúc là âm thi, locked, đó. The door, âm door, chúng ta nhớ cái miệng nhỏ nhé, âm open o và đi với âm r đó, là door. When he went in, đúng nhỉ? Went in, đó. Thì chúng ta có thể đọc chậm như vậy, chưa cần phải chúng ta soạn đọc nối đâu. Thì câu này went, chúng ta đọc rất là nhanh, went in, đó. Rồi, tiếp theo cái từ she, chúng ta nhớ cái từ she và chu môi ra. She, chúng ta có thể đọc này là new hoặc chúng ta đọc là new, đúng nhỉ? She new có hai cách thì chúng ta nha. He used, đây là cái động từ, cái từ used, chúng ta này đóng vai trò là động từ, thì chúng ta kết thúc âm z và âm d, đúng nhỉ? Đó, chúng ta đọc là used, đó.
Đây, từ này chúng ta đọc là projects, âm shadow đọc là chữ O, âm J là gần giọng xuống và âm sốt Y. Projects, đúng nhỉ? Không phải là project, thế nhiều người đọc sai là project, đúng nhỉ? Projects, đấy, projects, đó. For work, âm Ơ này, work, đó. He never told, âm L và âm D nhá, told, đó. Tiếp theo, what these, cái từ these này các bạn nhớ âm TH luôn luôn để dưới hàm răng và âm Z là sau. These, đúng nhỉ? Projects, đó, were. One night, cái từ night chúng ta cũng phải đọc thật là nhanh bởi vì có âm thi ở cuối, ngắt, đúng nhỉ? One night. Approached, thì cái âm này là âm schwa đằng trước thì trong cái phần từ vựng chúng ta nói rồi, âm ở, âm ở, đúng nhỉ? Thế thì âm long âu này, approach, đó, âm thi là sao, approached, đó. Ok, she stopped, thì có cái từ stopped, thì chúng ta nhớ rằng là khi mà cái từ stop không thôi á, thì âm thi đứng sau S, thì chúng ta không bật hơi nữa, đúng nhỉ? Ta đọc rất là nhẹ nhàng hơn, là stop, chứ không đọc là stop, không đọc như vậy nhá, mà là stop, và khi thêm cái đuôi ed, thì chúng ta double cái âm p lên, và chúng ta đọc đằng sau kết thúc âm t, stopped, đó, and thought, đúng nhỉ? Âm th để lưỡi hàm răng thì không phải là thought nhé, mà thought, giống như âm tờ tờ nghe, thì giống như âm tờ tờ đó, thought, đó, I wonder what crazy, đúng nhỉ? Crazy, âm k bật hơi ra, crazy, experiment, x có s ở đây này, x đó, experiment đó, experiment đó, he is doing now, được chưa? Rồi tiếp theo tôi có từ từ này suddenly, suddenly đúng nhỉ, âm ơ sau thì động ơ này, sơ âm số qua đần long y lì, suddenly, ok, she heard, âm này kéo dài, heard, âm ơ hơi cong lưỡi đấy nhỉ, heard a loud noise. It sounded like an evil laugh. Cái từ này, cái từ laugh, đúng nhỉ? Âm F bằng cuối âm G và âm H ở đây, nó cho âm G và âm H, để cho âm F, nhé, âm F đó, nó đọc là laugh, đó âm sơ A và âm F đằng sau, laugh. The noise scared her, scare, âm E đó, đúng nhỉ? Scared her, okay. Walked, âm K và âm T nhá, walked, đấy, quickly, đúng nhỉ? Rồi, next one chúng ta sẽ đi tiếp với nhau nào. The next night, her friend Liz came to her house. Đó. The next, cái âm S ở đây nào. Next, đó. Night, đọc ngắn lại. Long I, night. Rồi, Liz came nhá. Từ này từ came, long A đó. Came to her house. Okay, âm S. When Liz arrived, arrived. Okay, Mia told her about the night. Before, âm O chúng ta miệng nhỏ, before, before, chứ không phải là before nhá. Before, chúng ta nhấn cầm số 2. Oh, it was terrible, she said. Đó. It was, rất nhiều bạn nhớ âm Z này nè. Terrible, đúng chứ nhỉ? Ter, âm R đó, âm R này nè, R nhá, đọc là terrible. Đó. It was terrible. Đó. Why don't we see what is in there? Đó. The asked, đó, âm asked, đó, âm cây và âm thi nữa, được chưa nhỉ? S cây và âm thi. Đó, bắt đầu thì hơi khó đọc một chút đấy, nhưng mà các bạn cứ luyện nhiều thì chúng ta đọc dễ thôi, đừng có lo nhé. Đọc nhiều thì mới dẻo được, chứ chưa thể nào mong đọc vắt dẻo luôn thì cũng mà thành thần. Ok, it will be a fun adventure, đúng nhỉ? Cái này là adventure, âm chờ là sao nhá? Âm chờ âm số A đó, và âm R đó. Advent là âm ad là âm sơ A, âm này advent, âm sơ Y, adventure. Mia felt nervous, đúng nhỉ? About going into her father's laboratory. Đó. Cái từ nervous nhá, chúng ta được giải thích rồi, đúng nhỉ? Rồi, felt, nhớ âm thi này, felt, đưa âm L lên, âm L lên. But she agreed. As always, the door was locked. They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner, đúng nhỉ? Cái từ left, nhớ F này, đừng có quên âm F nhé, left. Đó. Laboratory nhé, đọc nhanh này, laboratory. Đó. Eat dinner, dinner, ok nhỉ? He didn't lock the door, Liz said. Đó. Didn't, chúng ta đọc cái âm này, âm sợ ai và chúng ta ngắt cái âm thi. Didn't, đó. He didn't lock the door, đúng nhỉ? Liz said, cái âm này là said, sợ đi và âm đờ sau nhé, said. Let's go. The laboratory was dark. The laboratory was
Duck, âm o đó, âm special a và đi với âm r sau đó, chúng ta đọc giống chữ o, duck, nhưng mà âm o nó hơi cong lưỡi vào, duck, đó. The girls, đúng nhỉ? Walked down the stairs, stairs, carefully, âm r này, carefully, đó. Mia smelled strange chemicals, âm ch này thuộc về âm k nhá, cam, nào số y này, chemicals, đó. What terrible thing was her father creating? Nhà cái này đọc là creating nha, chứ không đọc là create gì đó đâu, nó là creating. Suddenly, âm số dịu, suddenly they heard an evil laugh, đúng nha. It was even worse than the one Mia heard the night before. What if a monster was going to kill them? Yeah. If là những bạn nhớ âm F nha. If âm F nha. Monster, monster. Sau đâu đã đọc chữ O. Monster was going, đấy nha. Was going, to kill âm L đưa lên. Kill them. Mia had to do something. She shouted for help. Các bạn nhớ âm sờ hay sờ nặng nhá, là chu môi ra và sờ nặng, thở hơi mạnh. She shouted for help. Đấy, to help đọc nhanh vào. Rồi, Mia's father ran into the room and turned on the lights. Đấy nha. Cái từ ran sau đây là into the room, âm m nha. And turned, âm n và âm d đằng sau, turned the lights. Nhớ là từ lights phải ngắt này, lights. Đó. Oh no, he said. You must have learned my secret, đúng nhỉ? Đó. Learned, âm er, âm đờ, sao learned my secret. Long y này, c và âm số này, secret, secret, được chưa nhỉ? Your monster, âm s gì giữa, monster tried, âm thi bật hơi ra, tried to kill us. Đó. Mia said, monster? He asked, you mean this? He had a pretty, cái này là pretty nha. Anh Mỹ đọc là pretty, tức là short i và âm long i đằng sau, pretty doll, âm o đó, doll in his hands. The doll laughed, âm f âm thi, laughed. The laugh didn't sound so evil anymore. I made this for your birthday. Cái từ birth là nhiều bạn đọc cũng bị sai, là âm này, âm này là âm này, đồng thời âm th phải để lưỡi hàm răng nữa, nhiều bạn thiếu birthday, đúng không nhỉ? Birthday đó. I wanted to give it to you then, but you can have it now. I hope you like it. Nha. Từ like đọc nhanh và từ hope đọc nhanh, đúng không nhỉ? Không được đọc kéo dài. Thì đấy là cái một vài những cái lưu ý khi mà các bạn đọc những cái từ mà các bạn cần phải để ý khi mà chúng ta đọc. Và nếu cái từ nào mà chúng ta không biết tức là âm gì thì chúng ta ngay lập tức quay trở về cái từ điển của mình. Lúc đầu thì chúng ta thấy rằng đọc nó sẽ hơi khó, hơi cứng lưỡi, rồi các bạn thấy rằng nó dài. Đấy, thì những cái từ đó thì tuy nhiên là gì, bất kỳ một cái điều gì chúng ta cũng cần phải gì ạ, cũng phải vượt qua những cái khó khăn để giúp chúng ta có thêm những cái kiến thức, có thêm những cái nguồn năng lượng, có chúng ta có thêm những cái trải nghiệm mới. Vì thế kể cả chúng ta đọc mà chưa được tốt thì đừng có nản, để chúng ta cứ đọc tiếp, đọc tiếp, thì một thời gian thì chúng ta sẽ rất dễ để chúng ta đọc thôi. Nhớ nhá, chúng ta mới học được một xíu một vài những bài đọc, một hai cái bài này là buổi thứ hai trong cái phần câu chuyện, thì chúng ta phải kiên trì thêm một thời gian, giống như lúc đầu chúng ta học về bốn âm trong ASD, chúng ta nó là mới và lúc đầu chúng ta đọc thì nó là khó. Thì tuy nhiên là khi mà sau mà phát sang ngày 36 cái mẫu từ thì chúng ta đọc rất là trôi chảy. Thế nên là không có lo, đừng có vội, cái sự kiên trì và thưởng thức trên cái hành trình mà chúng ta học thì đấy là một cái bí kíp để chúng ta thành công. Không vội, kiên trì, để cho nhẹ. Ok, vậy thì bây giờ ta sẽ đọc lại một lần nữa chậm rãi cho tất cả các bạn để các bạn có thể chúng ta cùng nghe và ta luyện tập nhá. The laboratory. Mia's father had a laboratory, but she had no idea what was in it. Her dad always closed and locked the door when he went in. She knew that he used it to do projects for work. He never told Mia what these projects were. One night, Mia broached the door to the laboratory. She stopped and thought, I wonder what crazy experiment he is doing now. Suddenly, she heard a loud noise. It sounded like an evil laugh.
The noise scared her, so she walked quickly back to her room. The next night, her friend Liz came to her house. When Liz arrived, Mia told her about the night before. "Oh, it was terrible," she said. "Why don't we see what is in there?" Liz asked. "It will be a fun adventure." Mia felt nervous about going into her father's laboratory, but she agreed. As always, the door was locked. They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner. "He didn't lock the door," Lia said. "Let's go." The laboratory was dark. The girls walked down the stairs carefully. Mia smelled strange chemicals. What terrible thing was her father creating? Suddenly, they heard an evil laugh. It was even worse than the one Mia heard the night before. What if a monster was going to kill them? Mia had to do something. She shouted for help. Mia's father ran into the room and turned on the lights. "Oh no," he said. "You must have learned my secret." "Your monster tried to kill us," Mia said. "Monster?" he asked. "You mean this?" He had a pretty doll in his hands. The doll laughed. The laugh didn't sound so evil anymore. "I made this for your birthday. I wanted to give it to you then, but you can have it now. I hope you like it." Đó. Thì các bạn là chúng ta cứ đọc ban đầu, đọc từ từ thôi, chúng ta đọc rất là chậm ban đầu, nhưng chúng ta cũng không đọc nhanh được. Đấy, thì quan trọng nhất đầu tiên đó là chúng ta phải đọc cho nó đúng, làm sao mà cái từ này chúng ta phát âm cho nó chuẩn, đúng nhỉ? Thì đấy chính là cái phần mà chúng ta phải biết cách áp dụng toàn bộ những cái kiến thức trong bốn bốn âm trong ASD chúng ta đã được học rồi, và trong cái phần đọc này tra xem những cái từ này là những cái âm gì và xem lại trong cái bảng của mình đó, thì chúng ta biết để chúng ta đọc nó thật sự là chính xác, đúng nhỉ? Và bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút về cái nghĩa của cái bài câu chuyện này để cho các bạn có thể nắm được, đúng nhỉ? Và câu chuyện này là The Laboratory, là cái phòng thí nghiệm. Bố của Mia thì đã có một cái phòng thí nghiệm, nhưng mà cô ấy không hề biết là cái gì ở trong đấy cả. Và bố của cô ấy thì luôn luôn đóng cửa và khóa cửa mỗi khi mà ông ấy vào trong. Cô ta biết rằng là bố của mình sử dụng nó để làm những cái dự án cho công việc. Nhưng mà ông ấy thì chưa bao giờ nói với Mia về những cái dự án đó là gì cả. Và một buổi tối thì Mia đã lại gần cái cánh cửa của cái phòng thí nghiệm đó. Cô ta dừng lại và nghĩ rằng là mình, tôi không không biết là cái thí nghiệm điên rồ gì mà bố của mình đang tạo ra nhỉ. Và ngay lập tức thì cô ta đã nghe thấy một cái tiếng ồn rất là lớn, và nó giống như là một cái tiếng cười của một con quỷ. Và cái nỗi sợ đó đã khiến cho cô ấy rất là sợ, và cô ta bước nhanh quay trở về phòng. Buổi tối ngày hôm sau thì khi mà người bạn của cô ấy tên là Lee đến nhà của cô ấy, khi mà Lee đến thì Mia đã kể cho bạn của mình về cái buổi tối ngày hôm trước. "Ồ, nó tệ lắm," cô ấy nói. "Tại sao chúng ta lại không nhìn, tại sao chúng ta lại không xem có cái gì ở trong đó nhỉ?" Liz đã hỏi như vậy. Nó chắc chắn là một cái điều gì đó rất là thú vị. Mia rất là lo lắng về cái việc bước vào phòng thí nghiệm của cha của mình, nhưng mà cô ấy đã đồng ý. Và cũng như thường lệ thì cánh cửa đó thì bị khóa, và họ phải đợi cho tới khi bố của Mia rời khỏi phòng thư viện để mà đi ăn tối, và ông ta không khóa cửa. Lia nói, "Chúng ta hãy vào thôi." Và cái phòng thí nghiệm đó thì rất là tối, những cô gái thì đã bước xuống những bậc cầu thang rất là cẩn thận. Mia đã ngửi thấy những cái mùi hóa chất lạ, cái điều tồi tệ gì mà bố của mình đang tạo ra thế nhỉ? Và ngay lập tức thì cô ta vào, họ thì đã nghe thấy một cái tiếng cười của một con quỷ. Nó thực sự là còn tệ hơn cái con mà ngày hôm qua Mia nghe thấy. Liệu rằng có phải là một con quái vật sẽ giết họ không? Mia phải làm một cái điều gì đó, và cô ta đã la lớn lên để được giúp đỡ. Bố của cô ấy thì đã chạy nhanh vào trong phòng và bật những cái đèn lên. "Oh no, không," ông ta
nói như thế. Còn bây giờ đã biết được cái bí mật của tao rồi. Có một con quái vật đang cố gắng giết chúng con, Mia nói. Quái vật ư? Bố của cô ta trả lời. Dữ, con ý con là cái này hả? Ông ta đã có một cái con búp bê rất là xinh đẹp ở trên đôi bàn tay của mình. Và con búp bê đó đã biết cười. Và nụ cười của nó thì không hề giống với con quái vật một chút nào cả. Không giống một con quỷ một chút nào cả. Và nó đã làm, bố đã làm cái này cho sinh nhật của con đấy. Con bố muốn tặng cho con, nhưng mà bây giờ thì con đã có thể sở hữu nó rồi. Bố hy vọng là con sẽ thích nó. Đó thì các bạn thân mến, đây là cái câu chuyện để chúng ta dịch qua để chúng ta biết được nhé. Rồi. Và nếu như các bạn chúng ta có cái câu hỏi hoặc là có một cái thắc mắc gì thì hãy comment xuống phía dưới này, để có gì ạ, trong comment xuống phía dưới video này để Đang có thể hỗ trợ giúp cho tất cả các bạn. Ok, và nếu như các bạn thấy cái phần video này giúp ích được cho tất cả các bạn một phần nào đó thì các bạn hãy đăng ký kênh này để chúng ta có thể nhận được những cái bài sớm nhất và có thể chia sẻ cái phần này cho những người khác nữa. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong phần video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.